Đây, xin chào tất cả các anh em. Em đã làm xong cái phần mà 1 lít các anh em mình nha. Em upload xong luôn rồi. Thì đúng lý ra là cái này nó xong 3 4 ngày trước rồi các anh em thông cảm nha. Em hỗ trợ anh em này kia thành ra là nó hơi trễ xíu. Thì chia sẻ với các anh em sơ qua ha. Thì 1 lít này nó có nhiều cái tính năng nó nổi trội hơn những cái 1 lít trước mà em chế tạo. Rồi, ở đây có luôn mật khẩu rồi các anh em nhìn thấy em ta biết rồi ha. Rồi bây giờ em thử backup cho các anh em xem nè. Đây. Em chạy 1 lít nha. Cái bản full này là nó có cái bản offline, thành ra nó hơi nặng cái này mình nha, cũng chín mấy mê thôi. Còn cái bản mà không có bản offline thì nó có mấy mê thôi. Rồi bây giờ em tiến hành nè, bây giờ em backup trước đi rồi em gỡ sau. Rồi em backup nha. Đây ở bên này cái menu này nó rất là lẹ, nó thao tác rất là lẹ cái này mình nha. Các anh em có thể dùng cái menu này chúng ta thao tác ha. Rồi em backup đây, backup led nè, backup nhỏ thôi cho nó lẹ. Rồi xong rồi, bây giờ em tiến hành em gỡ nha, gỡ cốc cốc, rồi gỡ cốc cốc, rồi delete password bút mắt. Rồi bây giờ em xóa thử nha, rồi em xóa với password đi, xóa password nè. Ở đây em có ghi chú luôn nè ha. Thì xin cân nhắc password bút mắt mà bạn đang lưu hiện tại cái này mình nha. Tại này em xóa trên cái máy của chúng ta, là xóa password trên cái máy của chúng ta. Thành ra các anh em lưu ý ha. Rồi bây giờ em mở lại nè, các anh em sẽ thấy là nó trống lóc nè, hay chưa? Đây, nó không còn gì hết ha. Đấy, không còn gì hết. Bây giờ em bung lại ha. Rồi cái này em bung lại nè. Đây, bung lại bắt đó, bung lại bắt quạt nè. Rồi, bây giờ em chạy lại nha. Chạy lại. Đó, các anh em thấy không? Bây giờ bung lại là thấy nè. Đó, mật khẩu nè, mật khẩu lưu lại nè. Rồi thì cái phần mật khẩu này em chia sẻ luôn nha. Mật khẩu này nó có một cái vấn đề nhạy cảm á, là khi mà chúng ta lưu như thế này, đây lưu như thế này là nó sẽ ghi nhớ mật khẩu cho chúng ta và chúng ta đăng nhập lại rất là nhanh, rất là lẹ, và chúng ta restore phục hồi lại mật khẩu sẽ như em mới ví dụ luôn, sẽ chúng ta phục hồi lại bình thường. Còn nếu mà trường hợp mà chúng ta đăng xuất thoát ra luôn á ha, đối với tài khoản YouTube, Gmail chẳng hạn ha, Facebook này kia là chúng ta đăng xuất rồi á, mà chúng ta đăng xuất mà chúng ta không có lưu á, không có lưu như cái hình đầu nãy em ấy á, là chúng ta khi mà backup á, rồi nó không có lưu lại cái mật khẩu cái này mình nha. Nó không có lưu là chúng ta, nếu mà chúng ta không có lưu cái mật khẩu ngay từ đầu á, là nó sẽ backup lại là không có password. Thành ra cái việc này nó rất là nhỏ mà ít ai để ý á, là sẽ không biết được. Em bị hết một lần rồi, em bị hết lần làm cho bạn em á ha, là cái vụ mà này nè. Có nghĩa là đăng nhập bình thường, đăng nhập chúng ta đăng nhập vô bình thường, làm gì cũng bình thường hết luôn, là chúng ta cứ nghĩ cái mỗi lần vô trình duyệt web là chúng ta nghĩ là mật khẩu nó lưu rồi. Ai dè khi mà chúng ta cài mới cốc cốc á, cài mới ha, cài mới gỡ, cài đặt, cài mới, hoặc là chúng ta xóa những cái thư mục như Zalata của cốc cốc là chúng ta mắc luôn cái mật khẩu các anh em nha, do chúng ta không có lưu, là chúng ta không lưu là chúng ta bị mắc nha. Đó, không có lưu như ảnh này là chúng ta bị mất mật khẩu hết luôn các anh em mình nha. Thành ra chúng ta phải lưu được như thế này thì mật khẩu chúng ta khi backup lại thì nó mới ok. Rồi em chia sẻ thêm một cái tính năng nữa, tính năng này vô cùng thú vị. Đây chia sẻ luôn các anh em, ở đây cũng có tính năng là lia lia lịch sử nè, lia lịch sử nhanh nè các anh em mình nha. Đây click vô thư mục cũng có lia lịch sử nhanh mà tab nè. Đây click vô file nó cũng có lia lịch sử luôn nè. Đó em chọn những cái này là chúng ta thao tác nó rất là lẹ ha. Rồi bây giờ em chia sẻ với các anh em tính năng đọc lạ. Đây đây đấy, các anh em thấy không, đây là hướng dẫn nha. Đây hướng dẫn này lúc trước là video đầu tiên của kênh em là cũng có cái nội dung này rồi đấy, thì rất là thú vị các anh em mình nha. Tại sao thú vị mà em chia sẻ với các anh em cái vấn đề này, tại vì á, khi mà chúng ta can thiệp vào cái này á, là nó rất là hay ha, rất là hay. Các anh em nghiên cứu các anh em sẽ biết được nhiều cái hay ở tính năng này. Thì em cũng có chú thích đây, xin lưu ý nè, ảnh hướng dẫn này chỉ hiện 2 lần thôi các anh em mình nha. Đấy, nếu mà mình không tắt CMD á, thì ảnh hướng dẫn này sẽ hiện đúng 2 lần khi các anh em click 2 lần giống như vậy. Rồi bây giờ cái tùy chọn để mà mở Explore lại cho nó hiện lên đó là từ A tới Z, từ 1 tới 9, không tính số 0 các anh em mình nha. Rồi em bấm đại số 7 enter rồi nè. Đấy, nó sẽ hiện lên cái explore cho em ha. Đấy, nó hiện lên explore bình thường. Thì các anh em đóng cái tiến trình CMD và đóng cái ảnh lại ha. Chúng ta test lần 2 nè. Test lần 2 chúng ta cho nó hiện tiếp. Đấy, các anh em thấy không? Một bản CMD khác nó hiện lên.
bảng CMD khác. Nhưng mà với cái tùy chọn này các anh em chỉ cần bấm phím bất kỳ, không cần enter, chỉ bằng gõ phím bất kỳ không cần enter nữa nha, là nó lẹ hơn. Đấy, rồi xong xong là nó hiện lên explore. Nếu mà các anh em giấu luôn thì bây giờ em ví dụ giấu luôn đi, tại vì em bỏ hai cái đầu nó có cái ảnh đó, cái người người ta dễ vô, người ta thấy người ta cũng biết cái cách để mà thoát ra. À, bây giờ ví dụ cái thứ ba nè, đây cái thứ ba ha, đây cái thứ ba là chúng ta không thấy ảnh nè. Này cái ví dụ thứ ba em click click tiến trình xem đây em đóng nè, đó ví dụ em đóng mấy cái này luôn ha, đó em đóng cái này luôn thì nó đang thùi lùi rồi, giống như mình khóa màn hình, mình khóa màn hình nhanh vậy ha. Thì nãy có hướng dẫn rồi thì chúng ta có thể bấm control alt delete delete ha. Đây đó, các anh em có thể click xin out nè, là chúng ta thoát ra, là nó thoát tất cả những cái ứng dụng chúng ta đang có luôn nha. Các anh em đang chạy bất kỳ ứng dụng nào nó cũng thoát ra hết luôn nha. Hoặc ở đây chúng ta có thể shut down ha, shut down sleep retire vậy nè. Nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta biết cái tùy chọn đây thì chúng ta click vào task manager ha. Task manager thì các anh em làm như cái ảnh hai ảnh đầu em ví dụ đó, chúng ta run new task nè, rồi chúng ta chọn route ha, chọn route và chúng ta lui về window ha, rồi lui window và chúng ta click vào cái explore và chúng ta open hoặc là run admin chẳng hạn thì chúng ta sẽ thoát ra được ha, bình thường nha. Rồi thì cái tính năng này nó giúp cho chúng ta là chúng ta giống như là chúng ta giống như khóa thôi, khóa tạm thời thôi. Hoặc là chúng ta có nhiều cái thư mục quá, chúng ta chạy nhiều thư mục quá chúng ta thoát, chúng ta thoát cái này mình nha. Đó ví dụ đi, có nhiều cái thư mục quá chúng ta đóng, cái này là đóng nhanh thư mục cái này mình nha. Đó thì tùy các anh em mà cái nhu cầu chúng ta mà chúng ta sử dụng cái tính năng này. Đấy rồi rồi chúng ta tiếp các anh em mình nha. Cái mục list này nó có những cái tính năng nào nữa, bây giờ ví dụ các anh em không thích đi, không thích những cái mà registry mà cái những cái khóa này thì các anh em có thể xóa nha. Đây chúng ta xóa ở đây ha, chúng ta clear nè, clear registry nè. Trước khi clear để em coi còn tính năng nào khác không. Tại dưới này có menu ta nè, cái này là em giữ nha, cái này em giữ lại, em chỉ lia là lia cái một lít cốc cốc thôi. Đấy một lít cốc cốc thôi ha. Rồi thì cái phần mà này thì chúng ta xem sơ qua luôn các anh em mình nha. Đối với các anh em nào mà chúng ta nước ngoài tiếng Anh thì hôm nay em chia sẻ thêm xíu thôi, chắc cũng không ai để ý lắm đâu, tại vì cái này là dành cho mấy anh chị em rành tiếng Anh xíu, chứ giỏi quá thì cho em, mà tại em đang dịch cái Google. Đấy rồi cái này có phần trang shop cũng khá là hay các anh chị em mình nha. Cái trang shop này là mục đích là em làm để làm gì, là làm giống như cái ngõ sau, cái cửa hậu để cho em backup lại cái phần mềm này ha. Cửa hậu có nghĩa là khi ví dụ bây giờ muốn chạy một cái shop nào phụ đi ha, mà em muốn ghi dữ liệu mới lên cái shop cũ em đang có nè. Bây giờ cái shop cũ em thì nó ghi vào cái thư mục ổ C ha, em cho là system drive thì nó qua OC, đây nó vô là backup nè. Đấy ha, rồi em muốn backup cái dữ liệu nào đó thì em cứ làm theo cái này á, chạy cái file. Đây là những cái lệnh nè, cái lệnh trong đây ha, cái file trong đây nó chạy. Đây em ví dụ cái run shop này đi. Đấy thì những cái code này nó chạy những cái file này, và mặc định nó là nó sẽ chạy từ trên xuống dưới nha. Ví dụ cái file này có đầu tiên thì nó sẽ chạy cái file này và nó dừng, nó không chạy nữa. Nói chung là nó chỉ tìm một file mà có thì nó sẽ ưu tiên cái file của cái code trên cùng nó chạy, rồi nó ngưng các anh em mình nha, các anh chị em nha. Rồi em có chú thích ở đây luôn nè ha, đó tiếng Việt tiếng Anh và nó cũng dễ hiểu xíu, còn chuẩn xác hay không thì tùy các anh chị em mình đọc nha, chứ em cũng không rành lắm. Rồi bây giờ thêm một phần nữa là chúng ta có cái phần đây, cái phần trên shop đó thì nãy cái menu một lít đó là em cũng có rồi. Menu một lít là ở đây nè, cái phần một lít để em chạy lại cái cốc cốc đi ha, cốc cốc min này đi, để cho nó tạo ra cái đây, nó tạo ra cái đây một lít đây ha. Đấy đây cái trên shop nó nằm đây. Đấy em làm mục đích để cho nó thuận tiện luôn. Rồi và cái phần mà chúng ta ẩn là nó gồm những cái tính năng phụ nha. Ở đây bây giờ cái bảng các anh chị em mình thấy ha, ở đây không có ẩn cái gì hết, không có hiện cái gì hết, nhưng mà em đã ẩn những cái tính năng phụ, ví dụ như là update ha, update nè, ra ví dụ nè, update nè, gõ chữ u nè, enter nè, đó nó sẽ load những cái file mà update mà em chèn code trong đó. Thì các anh chị em muốn biết thì chúng ta show code ha, ví dụ đi nè, chúng ta show code nè, thì cái phần update đó
Update nó là cái phần nào đây? Đây, cái update đây, cái code nó đây là update shop này. Đấy. Thì nó sẽ load cái file này và cái file này là nó gồm những cái file nào thì các anh chị em mình mở nha, mở vào trong chúng ta coi. Update update đâu? À, update là để phía ngoài này các anh chị em mình nha. Đây, đây đây cái file đây. Đấy. À đây nó có ưu tiên luôn, nó ưu tiên thì y bên cái thằng trên shop á là nó sẽ ưu tiên những cái file đầu tiên ha, nó đã để đúng cái thư mục ở đây ha, để đúng cái thư mục ở đây những cái file tên theo thứ tự em có chú thích sẵn luôn rồi đây nè. Đấy, các chị em mình nhìn sơ qua là chúng ta cũng biết rồi ha, rồi chúng ta cứ để file đó là nó sẽ tự động update, còn update cái file gì các anh chị em có thể để cái file nào cũng được, nó cũng sẽ tự load luôn ha, nó load thì chúng ta muốn chạy cái gì thì chúng ta load cái đó nha. Rồi rồi chúng ta tiếp các anh chị mình nha. Rồi cái phần backup ở đây nha, những có cái là em đây chỉnh cái này nó cũng nó lẹ, nó tùy chọn nhanh hơn thôi chứ thực chất nó không nhanh bằng cái một click ở ngoài đây các anh chị mình nha. Ở đây thì nó cũng có ghi chú sơ sơ qua nhưng mà cái code nó cũng hơi khác những cái code kia, thành ra là em để cho các anh chị em nào muốn nghiên cứu về cái code á, chúng ta nhìn đây chúng ta sẽ thấy cái sự khác biệt. Ví dụ đi, ở đây thì các anh chị em có thể gõ từ A tới Z ha, mà trừ cái chữ O thôi ha, trừ chữ O thôi là chúng ta có thể là ok, là chúng ta chỉ chọn ha. Bây giờ ý em thử coi, em thử chữ Y coi. Đấy, xin lỗi, cái này á, là tùy chọn đúng chữ thì mới ok, còn sai là nó sẽ trở về cái menu chính. Còn cái phần mà đây cái phần mà return này nè, nè cái phần này thì nó sẽ từ A tới Z cái ký tự đấy. Thì nó mỗi cái nó mỗi cái code nó hơi khác, thành ra là chúng ta nghiên cứu chúng ta xem chúng ta sẽ tùy biến nó nhiều hơn ha. Rồi 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 bây giờ một click lia, rồi bây giờ em lia lại nha, em lia lại cái phần đây, lia lại cái phần cái tree nè ha. Rồi cái em lia shortcut luôn nè, nếu mà các anh chị em không thích cái shortcut nhiều quá thì chúng ta lia luôn ha. Rồi em chừa lại một cái này ha, một cái này chính thôi, menu chính này để chúng ta thao tác này ha. Rồi khi mà các anh em chị em á chưa có cài cốc cốc thì chúng ta có thể cài nha, số 0 nè, số 0 chúng ta enter đây, nó sẽ nó báo là chúng ta xin vui lòng chờ trong giây lát nè, vui lòng đặt file này theo cái đường dẫn này ha. Đấy rồi cái này em bỏ qua nha, rồi cái này em cho qua đi, cái video nó cũng hơi dài xíu rồi. Cái link download thì em sẽ để bên dưới video, dưới phần mô tả thì các anh chị em là có muốn tải thì chúng ta tải nha. Và cái bình luận đầu tiên, thường cái nào quan trọng thì em sẽ viết cái bình luận đầu tiên để chúng ta có thể chúng ta tham khảo và chúng ta thấy được cái link tải cũng như là dưới mô tả video, thường á thường là em sẽ có ghi chú dưới mô tả video nha để các anh chị em mình chúng ta thấy ha. Còn đây là cái phần này em tùy chọn em xóa riêng của em, thì nói chung là em cũng có lưu rồi, các anh chị em có thể nghiên cứu xem mà chúng ta cũng có thể xóa được nha chứ không phải không xóa được nha. Rồi thì hy vọng là qua cái video này chia sẻ những cái bí mật nhỏ về cái vụ mà bát, khi chúng ta không lưu bát ha, không lưu bát thì chúng ta phục hồi lại là chúng ta không có được cái password mà chúng ta đã đăng nhập nhưng mà không lưu, có đăng nhập mà không lưu là chúng ta bị mất các anh chị em mình nha. Các anh chị em lưu ý giùm em nha, nhất là chúng ta cài lại cốc cốc ha, hoặc là cài lại win gì này kia chắc nghe nó phải mất rồi. Rồi rồi cái việc mà cái này cũng quan trọng không kém. Khi mà các anh chị em mình gặp những cái tình huống á, gặp những tình huống á, sẽ có chúng ta xài win nhiều, chúng ta sẽ gặp những tình huống như thế này thôi, chúng ta không thể thao tác được. Khi mà chúng ta bị mất cái explore thì chúng ta dùng cái tính năng này ha, đây em ghi chú rõ này nha, đây từng bước mũi tên nè, đây đây mũi tên đây 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 cái hình ví dụ mô tả đây, chúng ta open ha. Rồi ơi hy vọng cái video này là chia sẻ được một chút ít kinh nghiệm nào đó để các anh chị em mình chúng ta tìm hiểu thêm về cái thủ thuật của cốc cốc và cũng như tính năng của nó. Rồi, cảm ơn các anh chị em, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị em trong những video tiếp theo. Bye bye.